Chiến dịch bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972 là một trận chiến vô cùng khốc liệt và phức tạp trong chiến tranh Việt Nam, đòi hỏi khả năng chỉ huy tài tình trong việc tổ chức phòng ngự, điều động lực lượng linh hoạt và đặc biệt là duy trì tinh thần chiến đấu trong điều kiện áp lực lớn từ đối phương. Để chọn ra vị tướng phù hợp nhất trong số các tướng Lê Trọng Tấn, Nguyễn Hữu An, Hoàng Minh Khảo và Hoàng Đan, chúng ta sẽ phân tích khả năng của từng người trong bối cảnh chiến dịch này yêu cầu chiến dịch bảo vệ thành cổ quảng trị chiến thuật phòng ngự đối mặt với lực lượng vượt trội của quân lực việt nam cộng hòa và sự yểm trợ mạnh mẽ từ mỹ chỉ huy cần xây dựng hệ thống phòng ngự vững chắc và linh hoạt có khả năng trụ vững trong thời gian dài tổ chức phản công ngoài phòng ngự cần tổ chức các cuộc phản kích hiệu quả để gây thiệt hại lớn cho đối phương tinh thần chiến đấu thành cổ quảng trị là biểu tượng quan trọng đòi hỏi khả năng duy trì tinh thần binh sĩ trong điều kiện khó khăn liên tục bị công kích dữ dội. Phối hợp lực lượng, tổ chức tốt giữa các binh chủng như bộ binh, pháo binh, đặc công để tạo thế trận hợp đồng tác chiến hiệu quả. Phân tích từng tướng lĩnh, tướng Lê Trọng Tấn, vai trò và năng lực. Tướng Lê Trọng Tấn là một trong những vị tướng xuất sắc nhất của quân đội nhân dân Việt Nam, nổi tiếng với khả năng chỉ huy các chiến dịch lớn như chiến dịch Điện Biên Phủ, chiến dịch Tây Nguyên năm 1975 và tổng tiến công mùa xuân năm 1975 về thế mạnh của tương lê trọng tân kỹ năng tổ chức chiến dịch tổng thể xuất sắc giỏi trong việc đánh các trận chiến chiến lược biết cách kết hợp tấn công và phòng ngự linh hoạt hạn chế tương lê trọng tấn thường được giao chỉ huy các chiến dịch tấn công quy mô lớn ít tham gia vào những trận chiến phòng ngự kéo dài khốc liệt như thành cổ quảng trị tướng nguyễn hữu an vai trò và năng lực tướng nguyễn hữu an là một chỉ huy xuất sắc nổi tiếng với các chiến thắng như trận ia đờ răng năm 1965 và vai trò quan trọng trong chiến dịch Tây Nguyên. Thế mạnh: khả năng tổ chức phòng ngự kết hợp phản công hiệu quả, giỏi sử dụng chiến thuật nghi binh và chiến tranh tiêu hao để làm suy yếu đối phương. Có kinh nghiệm chiến đấu trực tiếp trong điều kiện khắc nghiệt như tại Răng, Hạn chế: Tướng Nguyễn Hữu An nổi bật hơn trong các chiến dịch tấn công và tiêu hao lực lượng đối phương, nhưng khả năng tổ chức phòng ngự quy mô lớn chưa được chứng minh nhiều trong các trận chiến lớn. Tướng Hoàng Minh Thảo. Vai trò và năng lực. Tướng Hoàng Minh Thảo là một chiến lược gia nổi tiếng, từng chỉ huy thành công chiến dịch Tây Nguyên năm 1975. Ông cũng là nhà lý luận quân sự xuất sắc, đóng góp nhiều vào việc xây dựng học thuyết chiến tranh nhân dân. Thế mạnh: Khả năng phân tích chiến lược sắc bén, tổ chức phòng ngự kết hợp phản công rất tốt. Kỹ năng phối hợp lực lượng và xây dựng thế trận phòng ngự chắc chắn. Hạn chế: Tuy xuất sắc về lý luận và chiến lược. Nhưng tướng Hoàng Minh Thảo thường tham gia vào các chiến dịch tấn công hơn là phòng ngự trong điều kiện khắc nghiệt. Tướng Hoàng Đan. Vai trò và năng lực. Tướng Hoàng Đan nổi tiếng là một chỉ huy phòng ngự tài ba, từng tham gia nhiều chiến dịch lớn như Quảng Trị năm 1972 và chiến trường Tây Nguyên. Thế mạnh có kinh nghiệm thực chiến trực tiếp tại Quảng Trị, từng tham gia chỉ huy trong chiến dịch này. Giỏi tổ chức phòng ngự chặt chẽ, duy trì tinh thần chiến đấu trong điều kiện áp lực cao có khả năng điều động linh hoạt các lực lượng để củng cố trận địa và tổ chức phản công khi cần. Về hạn chế, phong cách chỉ huy phù hợp hơn với các trận chiến phòng ngự cụ thể thay vì tổ chức chiến dịch quy mô lớn. Kết luận chung, tướng Hoàng Đan là người phù hợp nhất để chỉ huy chiến dịch bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972. Lý do chính, ông có kinh nghiệm thực chiến trực tiếp tại Quảng Trị, hiểu rõ địa hình và cách thức phòng ngự hiệu quả phong cách chỉ huy phòng ngự chặt chẽ, linh hoạt, cùng khả năng động viên binh sĩ là yếu tố then chốt trong bối cảnh trận chiến khốc liệt này. Tuy nhiên, nếu chiến dịch đòi hỏi sự tổ chức chiến lược tổng thể, có sự phối hợp trên nhiều mặt trận lớn, tướng Lê Trọng Tấn hoặc tướng Nguyễn Hữu An có thể là sự lựa chọn thay thế tốt. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi.